này khác linh tinh, nó lục tung hết ra. Cái bé là nó chỉ vì một đứa con gái thôi, nó quên mấy tháng trời. Cứ chết đi, cứ chết đi. Nóng nha. Anh nào à? À đây. Anh đang về là phải không? Thank you.
Vừa em. Vâng chị. Cháu nó có đỡ sốt không chị? Đỡ. Cho cháu ăn chưa? Ăn rồi. Em lấy đây. Lớp cá này về để giã tóc cho cháu. Vâng. Cho mẹ một tí xíu nhé con nhá. Cho mẹ một tí thôi. Mẹ yêu nè. Mẹ yêu. Cháu nóng quá chị ạ. Mặt cháu đỏ lắm. Vâng. Chờ mẹ giã rau má cho con uống nhá. Làm cho nó nguội đấy nhá. Sao con? Ừ? Con cầm đi, con cầm con uống nè. Đây này, mẹ cầm nha, mẹ cầm cho con. Đây này, con uống nè. Nó khó uống một tí nào, khó uống một chút thôi nhỉ. Đây này của con. Thế con đứng lên đây nè, vào đây nè. Vào đây đứng lên nè, Ướt trượng nè, đứng lên nè. Nhanh nhanh nhanh. Ướt tài nè. Ướt tài. Nhanh nhanh này. Con đứng lên. Ui trời quá. Hanho chiếc thang đứng lên được rồi nhỉ. Nó hơi khó uống ấy chị. Được. Nên là nó ấy. Cái này vào nó mát chị ạ. Nó hạ sốt. Mai mẹ lấy tới đường cơ nhỉ. Lấy đường cho vào ngọt ngọt ghê. Cái này Đây mẹ vào đây với con ạ.
nở rồi nhỉ. Hoa đẹp không này. Chị chị ơi, xong chị cứ để rau kia, xong chị trông chip cho em đi tắm một cái không về em làm cho ạ. Vâng. Ồ đấy mà nhá, em đi tắm một cái không về em xào rau cho. Này, này. Chị tắm chưa chị? Chị tắm rồi. Chị ốm này thì em cũng lau người cho cháu. Ừ. Trời sắp mưa rồi chị nhỉ. Này, nắm con mối thật đấy. Vâng, chị ăn đi ạ. Hôm nay cố gắng ăn một bữa cơm rau nhé chị nhá. Lúc nãy muộn quá đi. Xong bắt đầu cháu ốm nữa nên em vội về em chả kịp mua cái gì. Vâng. Mưa rồi. Chị ăn khỏe đấy nhé chị nhé. Mối kìa. Nó rắc vào cái màng nhện rồi giờ đấy con mối kia nó ấy vào màng nhện kìa, nó cứ đưa đi đưa về kìa chị. Đấy. Đấy. Nhiều nhỉ. Nhiều mối nhiều chị mệt rồi. Tắm đây rồi nhiều hả? Ừ, tắm mưa. Vâng. Chị ăn khỏe cơm đi nhá. Em ăn no. Có quần lên nào, chị đứng chân cẩn thận lên con. Chị ăn no đi nhá. Em ăn đủ. Chị nhìn con mối. Chị thấy con. Có bọc cổ chip mà. À đây đây. Đấy, con mối đấy chị ạ. Nó bay vào đây. Bây giờ chip đi. Đây này, mẹ hứng này, mẹ hứng cho con mối nó xuống này. Đấy, con mối nó rơi hết vào chậu này. Đây này, còn bay hết vào mẹ này. Đấy. Đấy, đặt xuống đây đi nhỉ, đặt xuống đây cho con mối nó xuống. Đây này. Đi ngủ đi chị ạ. Muộn. Đi ngủ đi con. Muộn rồi.
Chị ơi, dạ. Có tiếng động gì? Để em xem này chị. Vậy em đi xem nó còn con nào. Nó hết rồi, không còn một con nào luôn. Rồi đấy chị em. Họ lấy hết rồi chị ạ. Này con mua. Nhưng mà hai con một câu đấy là của anh Nam cho chị ạ. Vâng. À, con ngủ đi, con ngủ đi. Họ lấy hết rồi, con gì nữa. Họ lấy hết rồi, không còn con nào luôn ấy. Buồn lắm chị ạ. Tôi xin bồ câu đấy là của anh Nam tặng. Ừ. Đến bây giờ mất đi rồi, em không biết nói thế nào với anh ấy. Chào ạ. Em rất tiếc lắm chị ạ. Mà em biết nói thế nào với anh Nam được. Đây là chẳng biết người ở đâu nữa, sao lại đi về đây ăn trộm của mình thế. Thôi em ạ, em chỉ cái thôi đó. Thôi em, ngồi đi. Vâng. Sao? Mình ngủ đi chị. Vâng. Chị nằm đi, em đi lấy con dao để đầu giường để phòng khi chỗ nó quay lại. Vâng. Con ngủ đi, con ngủ đi. À, con
ơi, chị với em đi lấy rau đi chị. Ừ. Ủa đâu rồi? Trong kia. Sửa cái cổ điện ấy. Cứ bẻ cái cổ điện chứ. Bẻ lấy tay nó. Lấy cái mũ đội lên cho nó. Được rồi. Chị đi chơi đi. Được bà kệ nó để cho vào cho nó dễ đấy. Lên cao quá chứ nó khó. Bảo to nữa.
Cháu còn lấy rau gì nữa không? Cái nhà bà còn rau gì nữa không ạ? Có còn ít rau ngót ở đằng sau nhà kia. Dạ vâng, cái đi cắt được một tí nữa. Bà này ít quá cháu cũng không bỏ đi bán nên đi về bà đi lấy cắt ít rau ngót. Bà vậy cả. Chơi, đi chị. Đi. Bà là nó lúc làm đường. Má không trả tiền bà. Cái này bà lấy bao nhiêu? Ôi, cháu cho bao nhiêu, bao nhiêu đi. Bao nhiêu là bao nhiêu? Nó còn đếm không nhỉ? Thôi, mai trả lại nha. Chứ bà lấy về đấy. Ít làm nhiều thôi nha. Vậy chị ơi. Bà nha. Chứ cảm ơn bà. Nóng mắt. Em thì em.
chị ơi, em đi, chị vào nhà em đi xem mà gà kêu thế chị. Anh này, thằng này sau này đi ăn trộm gà của tao. Ra đây, ra đây. Mày là ai đấy, ngẩng mặt lên. Ngẩng mặt lên, tao xem mặt nào. Nhanh lên, ngẩng mặt lên. Sao mày đi ăn trộm gà? Đi vào đây, đi, đi vào nhà. Mày cầm nguyên con gà nhá, đi vào nhà. Tao cấm mày vào thả gà nhá. Đi vào nhà. À. Đi. Mày giữ con gà tao nhá. Cầm nguyên là đứng ngồi nguyên đấy. Ngồi nguyên nhá, cấm được đi đâu nhá. Cầm nguyên con gà. À, chị đi, đi lấy cho em cái dây ở kia. Ở cái xe của chip ấy, em buộc nó vào. Đây. Gà. À mày ăn. Sao mày ăn, ăn trộm gà là? Ra đây giữ em cởi chip ra, nóng quá. Chị tha cho chị. Không. Lần đầu em dại dột rồi chị. Lần đầu dại dột cái gì? Hôm nọ tao bắt bầu câu chắc mày cũng ăn trộm phải không? Nghe con gà nhá, cấm con được thả nhá. Tí nữa tao làm tăng chứng. Chị ơi, chị tha cho em. Không. Không tha, hôm nọ tao bắt bầu câu rồi. Mày cũng đến đây lấy phải không? Không phải chị ơi. Không phải, thế ai lấy? Em không biết. Không biết thế nhưng không biết. Con gà này mà tao về muộn một tí nữa mày chả lấy đi rồi à? Hả? Thôi mày đi ăn trộm, chị giữ nhá, em đi. Bây giờ mày giải thích đi, phải con hôm nọ con bồ câu cũng mày lấy phải không? Không phải em ơi chị ạ. Không phải thì ai không lấy? Chị ạ, em không biết. Không biết. Giữ nguyên đấy nhá, tí rồi tao đi báo công an về để giải quyết. Chị tha cho em chị. Không tha được. Không tha, tha lần này lần sau lại tiếp tục. Đi chị tha em lần này. Như thế này chị là không tha được. Phải đi mà báo công an về để giải quyết. Mày ở đâu về? Hả? Nói đi. Ở đâu về? Về đây mà ăn trộm này đi với ai? Một mình hay là mấy người? Hả? Tao đi mấy với mấy người? Chị tha cho em đi chị. Không tha. Không tha. Với ai đi? Thế mày với ai đi? Với ai về đây ăn trộm gà? Một mình hay là mấy người? Thôi chị tha cho em đi chị. Không. Không tha đâu. Chị ở đây giữ nhá. Em đi báo công an về để xử lý. Mày cấm được thả con gà ra nhá. Nếu thả con gà ra là chết luôn. Rồi chị tha cho em đi chị. Không. Chị giữ nhá. Vâng. Em buộc chặt đây rồi. Chị cầm cái cặp này cho em đi báo công an. Nếu nó thả gà chị đánh vào tay cho em nhá. Vâng. Em buộc chặt cái nọ rồi. Nó không ấy là được đâu. Phải đi gọi công an về xử lý. Cầm ra. Đứng im. Chị tha cho em. Không tha. Chị tha. Với chị tha cho em. Ai báo? Chị. Với chị tha cho em lần này. Không. Với chị tha em lần này. Không tha. Chị. Đúng không? Tha nhá. Đã cho mình chọn cho một chị nhá. Với chị tha cho em lần này. Không. Chị. Thì chị đúng là này không chị ra cho em không đi chị đừng bao giờ được về đó quản đúng này ơi chị không con này này anh ơi đi vào nhà đi. Thằng này đây. Dạ, coi à. Vâng, con ngồi chú đây. Chú ấy thì này cháu lần. Đây là con trộm gà. Đây em trói nó vào đây. Rồi. Ôi, là sợ nó ở nhà là nó đi em đấy. Giữ cho chị. Rồi chị cứ ra ngoài để cho chị đi được rồi. Con bé này mà nó đi ăn trộm. Đấy, nó vẫn giữ nguyên con gà đây để làm tăng chứng đây. Giờ về đây kia, úi giời ơi, chăn màn này khác linh tinh nó lục tung hết ra. Xong bắt đầu là chắc không thấy có gì, không thấy có tiền là nó đi ăn trộm gà. Hôm lâu là cũng bắt con bồ câu rồi. Tháo đi. Còn nó ăn mà đúng không? Còn có ai nữa không? Hai một mình. Anh em đi. Chú ơi, chị tha cho cháu một lần. Chú tha cho cháu một lần. Chú tha một lần đi. Quen tay rồi phải không? Không, tha cho cháu một lần thôi, lần đầu của cháu. Đây, con cầm.
đi chú. Ừ, con. Dạo này ở xóm này cũng báo cáo là mất trộm là rất là nhiều luôn. Người ta cho cháu một lần đi chú. Thế là sao? Là... Em cũng mất bồ câu đấy anh ạ. À. Vâng, đây. Ngẩng cái mắt này xem nào. Con nhà ai? Hả? Con nhà ai thì là nói đi, nói xong đi. Rồi đi với ai? Một mình em hay là nhiều người? Nói đi. Còn sụt sịt khóc sao cái gì khóc nữa? Sao mà phải khóc? Đi ăn trộm của người ta còn khóc à? Mấy lần rồi, lần này thứ mấy rồi? Hôm đó còn bồ câu nói cũng mất rồi ấy, anh ạ. Nói thật. Anh có mang ra cho em đôi bồ câu ấy, cũng mất rồi. Nói thật, còn chú còn tha cho, còn không thì mà chú à, đây, dẫn lên trên thì ba luôn. Thai đi, còn khóc cái gì nữa, mình biết sai rồi mà. Sai thì nhận lỗi thôi. Thế con cái nhà ấy, để chú không biết gọi bố mẹ về. Ôi chú, tha cho cháu một lần đi chú. Ôi chú, nhà cháu nghèo, bố mẹ cháu đi làm sai, cháu ở nhà một mình, chú tha cho cháu lần này chú. Con bé này bố mẹ làm sao thì mình phải nhà mình phải ngoan ngoãn để cho bố mẹ yên tâm chứ. Học được mấy rồi? Hả? À? Thế năm nay cháu học được mấy rồi? Cháu bỏ học rồi ạ. Bỏ học rồi á? Vâng. Cũng khổ nhỉ. Lần sau không làm những việc này nữa nha. À mà có phải là lần trước cũng sang bên này bắt một cô phải không? Vâng. Một mình hay là với ai nữa? Chú đi một mình ạ. Chú tha cho cháu lần này chú. Bây giờ... Thế cháu bắt con, định bắt con gà về làm gì? Bán lớn hay là làm gì? Cháu bắt về ăn lâu lắm rồi cháu không được, không có thịt để ăn cháu bắt. Thế nhà có một mình hay là có anh chị em gì không? Không ạ, nhà cháu ở một mình ạ. Thế bây giờ như thế nào, hứa lần này lần sau còn thế nữa không? Không ạ, đúng lần này ạ. Chú với cô tha cho cháu đúng lần này cô chú. Cái này là chú không thể quyết định được, cái là do em Thu này, chị Trình Nhàn này cơ. Quyết định cơ, còn chú là chỉ không giải quyết là theo góc độ là gia đình tìm mà chú xuống giải quyết thôi. Còn chú chị này, chú em Thu này. Dạ, đây của con này. Đây, chú thằng cháu này nó còn nhỏ, chưa được tuổi về nó nghĩ chưa chú đáo. À, gia đình nữa, nên là cái là bây giờ để mà xử lý thì cháu lại chưa đủ tuổi. Nếu mà để cứ cố vào để mà tra ấy thì chắc là cũng không giải quyết được cái gì đâu. Qua là bây giờ là em thế nào thôi. Dạ vâng. Thế bây giờ thì cháu thế nào? Cháu xin lỗi cô, sao cháu làm như thế nữa. Thôi thì đấy, do hoàn cảnh nhà cháu nghèo, bố mẹ thì đi làm ở nhà một mình. Cô tha cho cháu đúng lần này. Lần sau là không được như thế nữa, nhớ chưa? Vâng ạ. Thế nhà có sao? Nhà cháu ở đâu? Nhà cháu bên kia suối ạ. Lần sau không được qua suối sang đây ăn trộm nữa nhá. Vâng ạ. Có cái gì không có thì đi xin, chứ đừng có đi ăn trộm thế này không được, xấu, nhớ chưa? Vâng. Thế bây giờ đi thả con gà này vào chuồng kia cô. Ừ, cảm ơn cô đi. Cởi giúp em ấy, cho nó đi thả con gà vào kia không, để cho nó về. Lần sau mà còn tái phạm mà là nhốt đấy. Ừ, cháu cảm ơn cô chú. Rồi, lần sau không làm như thế nữa nhá. Vâng ạ. Được rồi, cậu đi thả gà vào chuồng đi. Bắt chỗ nào thì về thả cho đấy. Được rồi, thế đi về đi nha. Lần này lần sau không như thế nữa, nhớ chưa? Vâng ạ. Con cảm ơn chú, cảm ơn rồi. Cô, cảm ơn chị em. Ừ, sao cố gắng nhá. Còn trẻ này không làm cái trò trộm và cắp rồi nhá. Vâng ạ. Rồi, về đi. Vâng, em cảm ơn. Ừ. Em
Đồ bánh xin phép hai anh em về cơ quan. Anh vào nhà uống nước xong cũng về. Rồi để hôm nào sao anh chơi. Bye anh nhá. Cảm ơn nhé. Có thấy còn quyển sổ. Rồi mình về nhỉ. Chào em bé nhá. Rồi ạ. Rồi em đi về đấy ạ. Rồi. Anh về nhá. Dạ vâng ạ. Con cứ bán đi. Dạ vâng. Mua đi, 5.000 hai mới. Bắt lấy 4 bó đi. 4 bó đi. Về bỏ tủ lạnh mà. Rau ngon này lấy về mà ăn này. Cái gì? Ăn hết. Ăn hết cắt hết. Yeah.
gì đấy? Mẹ làm linh tinh ngoài vườn tí mà trồng các thứ. Vâng, con hôm nay hơi mệt đấy. Ừ, chắc qua cái trực đêm hả? Dạ, vâng. Thế thì nghỉ đi. Vâng. À mẹ này, con có chuyện muốn nói mẹ. Chuyện à? Vâng. Nói. Ừ. Chuyện gì con? Mẹ. Ừ? Con muốn xin phép mẹ là cho hai mẹ con em Thu về để ở với gia đình mình một thời gian. Có được không mẹ? Tại sao lại một phát thì bảo là cho hai mẹ con nó phải ở đây, có chuyện gì con? Vâng thì bây giờ cái xóm dưới đấy là nó rất là phức tạp nhỉ. Dạo này nó nhiều trộm cắp, vừa rồi hôm nay là con cũng vừa đi xử lý chỗ nhà em Thu ấy, có vụ trộm trộm vào nhà đấy là bắt gà với lục tung hết đồ đạc nên là con cũng không yên tâm. Nhưng mà mẹ đã bảo rồi, đấy là mẹ chưa cho phép mà con là con yêu chị Thu phải không? Tại vì là mẹ đã vẫn giữ cái danh giá của gia đình mình với lại là cái giá trị của con ở trong bạn bè của con, cơ quan của con. Đấy cho nên là mẹ vẫn bảo cái chân lý đó, cho nên mẹ chưa nhất trí nhé. Không nhất trí cho đón hai mẹ con nó về một phát như thế đâu. Từ đầu mẹ đã ngăn rồi, đấy con tính làm sao thì tính. Còn trộm cắp thì vấn đề đó thì nó còn pháp luật, còn anh em xung quanh nhá, con không phải lo nhiều. Con cũng muốn xin phép là mẹ cho cô ấy về một thời gian thôi để sửa sang lại cái nhà, với lại bây giờ hai mẹ cô ấy thì con còn bé nữa nên là bây giờ nó chỉ trộm vặt thôi, linh tinh thôi, mai nó lại xảy ra cái việc gì nó to tát hơn thì cũng rất là nguy hiểm. Không được con ạ. À. Nhất trí đâu. Đương nhiên con lại đón hai mẹ con nó về thì nó không hợp lý với cái gia đình mình, hoàn toàn là mẹ cũng không nhất trí. Nếu mà con đón hai mẹ con nó về thì sau này con còn lấy vợ thì có mang tam mang tiếng cho con chưa? Đảm bảo là con lấy, ví dụ ngoài nó bàn ra tán vào. Đấy cho nên con phải nghĩ những tương lai sau này của con, cho nên là mẹ không nhất trí nhé. Nếu bây giờ mẹ không đồng ý thì tí nữa đợi bố về thì con xin phép bố cho hai mẹ con ghế về ở chung. Không được đâu, bố cũng không cho phép. Với lại mẹ không cho phép ai nhất trí cả. Cái gia đình này do mẹ quyết định hết. Cho nên bây giờ con cứ đón về ở chung thì coi như là con đã lấy cô ta rồi, thì sau này con còn lấy vợ kiểu gì. Cho nên là mẹ cương quyết là không cho con đón về nhá. Mẹ đồng ý đi, con xin mẹ đấy, đồng ý cho hai mẹ con vô ấy về. Mẹ đã bảo là không được là không được rồi nhá. Sao hai mẹ con quế về sống thử một thời gian xem. Mẹ không nhất trí. Đấy, mẹ không nhất trí, nếu mà con nói không nghe thì thôi mẹ đi làm. Mẹ. Con nghỉ đi. Thôi mẹ đi làm nhá. Mẹ đồng ý. Mẹ không nhất trí đi. Không nhất trí, không đồng ý. Thử một thời gian thôi. Không được. À, nhá, mẹ đi làm nên nói con không nghe. Con cứ bảo lấy một đón về một thời gian sống thử, có phải quần áo con mặc thử xong rồi cởi ra. Con người đón về nhà mình rồi là sống thử là coi như là con đã lấy cô ấy về rồi. Thì mẹ phải cho cô ấy cơ hội. Cô ấy thể hiện bản thân như mẹ. Thể hiện bản thân, mẹ đã bảo không nhất trí cô đấy mà. Không nhất trí cho con lấy cô đấy mà. Con còn cố năn nỉ là thôi mẹ không nói chuyện với con nữa. Để đừng mua, mẹ đi làm. Mẹ mà không đồng ý thì con bỏ nhà ra ngoài ở cô ấy luôn. Mẹ đã bảo không cho lấy là không cho lấy. Còn con muốn bỏ nhà đi thì tùy con nhá. Mẹ đi làm đấy. Mẹ. Con đi thật đấy. Mẹ đã bảo không nhất trí rồi mà con cứ mẹ năn nỉ cái gì nhỉ? Con có phải còn trẻ con nó đâu, con lớn rồi mà. Từ bé bây giờ con năn nỉ này là đâu, nhưng mà mẹ... Con năn nỉ cái này cái nọ thì mẹ nhất trí. Còn con năn nỉ cái này lấy cô đấy về là cả đời của con, tương lai của cả đời con. Cho nên mẹ không nhất trí nhá. Đi. Mẹ đã bảo mẹ không đồng ý mà. Cái chuyện này không phải là cái chuyện bình thường con ạ. Mẹ mà không đồng ý thì con đi ra ngoài rồi. Con cứ thử đi, con xem đi đâu mà qua khỏi cái nhà mình được thì con đi, hơn được cái nhà mình thì con đi. Mẹ đã bảo thế rồi, con không nghe. Con không phải là bé đâu, con lớn con biết nghĩ này nha. Mẹ nói thế con phải nghe. Con đi thật đấy mẹ.
có nhiều đâu nha. Mẹ con đi làm thế không phải trẻ con mà không đang nghỉ. Đang nghỉ cái việc khác, không đang nghỉ cái việc lấy vợ lấy con phải đơn giản không? Thế mẹ đi làm. Con xin phép đi đây. Con đi thật à? Vâng. Đi thật à? Con đi thật à mẹ? Con đi ở với cô ấy một thời gian. Không đi nữa đâu con ạ. À. Ở nhà đi. Chẳng nhẽ thế bây giờ bố mẹ có mỗi mình con thôi, thế là con vì một người con gái đấy mà con bỏ bố mẹ đi à? Bây giờ con nghĩ xem này. Bố mẹ bây giờ có tuổi rồi. Bây giờ nhá, mẹ mang con 9 tháng 10 ngày để đau nuôi con khôn lớn, bây giờ tìm công ăn việc làm cho con, bây giờ con nỡ lòng nào con bỏ đi á? Thế bây giờ con nghĩ xem, thế bây giờ cái công ơn của bố mẹ nuôi con, bây giờ ở chung với bố mẹ mấy chục năm chẳng nhẽ không bằng cái đứa con gái mà con mới quen mấy tháng trời à? Con định bỏ bố mẹ đi với ở với cô ta thật à? Con không bỏ bố mẹ đi đâu, con muốn về thôi, chẳng qua là con muốn ra ngoài ấy ở với hai mẹ con với một thời gian thôi để cho nó an toàn, con lại quay về thôi. Thì con quyết định con đi thật à? Vâng, con xin phép mẹ là con ra đấy ở với hai mẹ con với một thời gian thôi, cho con nên quay về. Ở một thời gian là quay về là con sống kiểu gì được? Bà nói con không nghe thì bây giờ thì nếu mà con quyết định thì con cứ quyết định đi. Bây giờ con chọn bố mẹ hay là con chọn cô ta? Nếu mà con chọn cô ta thì con quyết định con đi thì con cứ đi đi. Mà con quyết định đi ấy thì là con cứ đi, con không cần quay về nữa. Còn bố mẹ cũng chẳng cần con phụ dưỡng nữa nhé. Con chỉ đi một thời gian xong rồi quay về thôi. Vậy thì con nếu mà con chọn đi thì con cứ đi đi. Con bỏ nhà đi, bỏ bố mẹ đi thì con cứ đi. Mẹ đang nóng nhiều. Vậy con đi thật đấy. Con đi thật à? Con đi một thời gian con lại về mẹ. Con đi thật con ơi. Nói là nó đi thật đấy, con mới chả cái bỏ bố mẹ nó đi rồi. Bỏ bố mẹ đi. Nó chỉ vì một đứa con gái thôi, nó quen mấy tháng trời mà nó bỏ bố mẹ đi. Mình thì già rồi, mong cho con lấy vợ về phụ dưỡng. Nói nó chẳng nghe, chẳng biết bao giờ nó mới lại quay lại. Có mỗi hai ông bà già vắng tanh tỉnh thoảng mới thấy con về. Bố nó về chả biết mình phải nói với bố nó kiểu gì được, lựa lời mà nói thế nào để bố nó khỏi cáu.
sao nó không hiểu cho người mẹ này đau khổ vì con. Vất cái này đi á. Ừ, thế. Để nó tí này. Ôi. Bán được chị ạ. Ừ. Nói chung mùa này thì nắng nóng như thế này bán rau chạy lắm chị ạ. Rồi. Ừ. Rau nấu canh nắng nóng thì người ta mua nấu canh. Không nấu nóng nó. Dạ vâng. Cháu hôm nay ở nhà ngoan không chị? Có rau ngoan tí đẹo. Ngoan. Ngoan, ngoan thế hả chị? Vâng. Vâng. Có rau. Vâng. Lúc nào chắc cháu nó muốn ngủ ấy là cháu gắt ngủ chị ạ. Vâng. Con ở nhà ngoan nhé. Nhà ngoan đấy bác. Ừ. Với mẹ ném nào. Này 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 quả này. Chi chi đây cho con này. Đây con ném đi. Bấm. Con ném bác. Ném bác nè. Ây trời ơi. Ném bác đấy. Bùm. Chịp ném bác á. Bùm. Chị coi cháu nhá. Vâng. Em đi nhổ ít cỏ. Vâng. Đây mà. À xem mẹ nhổ cỏ nhá. Hoa đẹp thật đấy, nở đẹp thật. Mùa có khác mùa cỏ thật. Đây mà con ơi. À. À biết bác ngoan cho mẹ nhổ cỏ nhá. Anh đi đâu về mà đồ đạc nhớ thế hả? Anh chuẩn bị đi công tác à? Không, không phải đâu. Em đang làm gì đấy? Dạ em nhặt ít cỏ ở bồn hoa sới cho cây hoa nó tốt. Thế em chuẩn bị đi công tác ở đâu đấy à? Không, hôm nay anh ra đây là ra đây ở luôn ấy. Anh nói thì em buồn cười quá, sao lại đi ra ở luôn ạ? À? Thì anh xin phép bố mẹ là xin ra đây ở với hai mẹ con em vài ngày. Làm gì mà mẹ anh cho phép anh ra ở đây, chắc hai mẹ con có vấn đề gì phải không anh? Không có vấn đề gì đâu, con là bảo thế hôm trước là có trộm cắp tình tình thì cũng không an tâm thì xin phép mẹ ra đây nhất là ra đây ở xong là sửa sang lại nhà cửa cho nó ổn định rồi lại quay về nhà. Vâng,
Anh nói vậy em chả tin tí nào, bởi vì mấy hôm lâu mẹ anh ra đây khăng khăng bảo với em mà không cho anh đến đây nữa, mà làm gì mà mẹ anh cho anh ra ngoài này ở, em cảm thấy lạ quá. Thì hôm trước về thì lúc đầu ở đây mẹ cũng không để ý đâu, nhưng mà về giải thích cho mẹ hiểu thì mẹ cũng đồng ý ở ra cho ra đây hồ sửa sang nhà cửa trong vài ngày rồi quay về. Thôi em cũng tự làm được thôi, anh thu xếp chơi một chút rồi anh về nhà đi ạ, không mai mốt mẹ anh lại nói này thế nọ, lại trách móc em, với lại mọi người họ nhìn vào cảm thấy không. Thì anh xin phép mẹ rồi, mẹ đồng ý rồi thì đã chuẩn bị quần áo ra đây rồi thì thôi thì cho anh ở lại đây vài ngày với hai mẹ con, nhưng mà hộ sửa sang lại nhà cho nó chắc chắn rồi anh cũng quay về nhà thôi. Vâng, cho anh đi vào nhà ngồi đi, em làm nốt tí này rồi anh em mình nói chuyện rồi không? Em làm việc nhé. Vâng. Nhà. Ơi ơi chị bởi mẹ có ngoan không hả? À, có nhớ mẹ không? Có à? Dạ dạ. Thế anh về đây thì anh cũng xin phép bố chưa? Thì hôm nay thì bố sang nhà các bác chơi nên là không ở nhà, thì chắc lúc nữa về chắc là mẹ cũng nói cho bố biết thôi. Nhưng anh ra đây ở thì gia đình em thì hoàn cảnh chỗ ăn chỗ ngủ không được như tiện nghi như nhà anh, chắc anh ra đây ở cũng thấy có gì đâu. Trước em cũng đi học cũng tập huấn, nó cũng ở trong ngủ trong rừng mà không sao đâu, mà ở đây dần dần anh sống như quen thôi. Chỉ cần ở gần hai mẹ con em là ở đâu cũng được. Ở đây thì nói chung tiện nghi của em thì không như gia đình anh. Nên là anh ra đây thì chắc là chỗ ăn chỗ ngủ không được như gia đình anh. Có gì đâu, cái này mình khắc phục dần em ạ. Chị ơi, cho em xin ở đây mấy hôm nhé. Vâng. À, thế anh để cháu em cất đồ chợ. Ồ. Nào. Quay lúc nào. Xếp gà nào. Thế nào. Ừ, gà.
Anh hôm qua có ngủ ngon không ạ? Nói chung là hôm qua cả ngày cũng làm việc cũng hơi mệt nên là tối qua ngủ cũng không tỉnh chứ. Hôm nay em đi chợ em tìm mua cái kiềng cho nó dễ đặt. Đúng rồi, không đặt này nó từ lúc rồi sắp đến giờ rồi mà nó lật cái nào. Anh có bếp không? Đánh răng rửa mặt không? Anh giặt quần áo. Em cứ đi. Dậy rồi á. Ôi. Ờ, con dậy rồi á. Đi. Con chít đây rồi à? Dạ. Ờ. Rửa vào cái chậu này cũng được. Rửa vào cái chậu này. Rau tốt tết nhỉ. Vâng. Đây này. Ba ủa. Đây. À. Đây. Đây cho chip này. Ờ. Cần nào, 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 cần n
Dạ. Xong chưa? Em sắp xong rồi anh ạ. Xong thì vào trong tháng nhá. Dạ vâng. Ờ. Anh nấu mì xong rồi. Vâng, à, anh nấu xong rồi. Chiếu ra ăn sáng thôi. Ơi, đây rồi. Em bé chip mua cho thì anh gặp à, của chip đây, của chip đây. Nóng nha. Chị ăn mì tôm chị. Dạ. Chị ăn à, sáng. Chị ngồi đây nha. Anh cứ ăn sáng đi kệ em. Xong em sáng. Anh còn đi làm hôm tí lại muộn giờ. Quá, ở đây đây này. Đây chip đây. Đây của chip đây. Rồi. Mời em ăn nhé. Dạ mời chị ăn nhé. Anh ăn sáng đi ạ. Chị ăn đi. Dạ. Chưa nay anh có về không ạ? Em nấu cơm chợ. Thôi chắc không không phải nấu đâu. Vì ở trên kia cũng có bếp cho dành cho các ở trên cơ quan như rồi. Nên là chắc là anh không về đâu. Dạ vâng. Ê! Ở con này. Mẹ cho này. Giỏi quá nhỉ. Ơi, chim ơi, ở nhà ngoan nhá. Chú đi làm nhá. Bà. Ba chú nha, bọn chú đi làm. Bà nhá. Chú đi làm nhá. Con ba chú. Ở nhà ngoan nhá. Vâng, đây con ba chú đi. Bye bye. Anh đi làm nhá. Rồi em ở nhà nhá. Dạ, bye. Em đi chị nhá. Dạ. Chị ở nhà trông cháu nhá. Được. Em đi làm. À, con vào đây chơi nhá. Con ở nhà với bác ngoan nhá. Mẹ đi làm nhá. Bye bye. Con ở nhà ngoan nhá. Bye bye. Em đi làm đây chị ạ. Chị qua cháu nhé. Vâng. Các cháu nói chị cho cháu ăn với em nhé. Vâng. Cô hỏi cái gì đây ạ? À? À, nhà cháu có quả đu đủ kia có bán không? Dạ có ạ. Bố mẹ cháu có nhà không? Bố mẹ cháu đi làm. Cháu hộ cô vặt bán cho cô một ít nhé. Nhờ mẹ sao cháu không lấy mang đi bán? Cháu mang đi bán một phần. Cô ơi, đi ra bên ngoài kia. Quả to nhỉ cháu nhỉ. Quả đấy xanh thôi cháu. Chắc được rồi đấy. Được rồi cháu ạ. Chỗ này bây giờ cháu lấy bao nhiêu tiền để cô gửi tiền? Cháu tính theo quả thôi ạ. Nếu cháu tính theo quả thì giúp cô để ra đây để xem bao nhiêu quả rồi mới biết trả tiền được.
17 quả cô ạ. 17 quả thì cháu lấy bao nhiêu tiền một quả? Cháu lấy 5.000 một quả. Đây là cô bỏ vào cùng với tôi là cũng có chín nhá, ngọt quả. Bây giờ con hai quả. Cái quả đi như thế nào chị? 10.000 một quả. Chọn đi. Ngon cháu ạ. Cháu này lấy một quả thôi à? Vâng, cháu. Cảm ơn nhá. Con làm mới có đủ cho ăn chiều. Vâng, một quả đi anh ơi. Anh hiểu bác. Chọn đi. Thôi bác cứ lấy cho em mấy quả và đi xong rồi. Hết bao nhiêu rồi em gửi tiền. Anh lấy mấy quả? 3, 4, 5 quả. 5 quả. Cối đi. Đây. Em bỏ đây nha. Cảm ơn nhé. Cảm ơn. Cảm ơn. To nhỉ? Dạ vâng ạ. Cho quả này em bán bao nhiêu tiền? Chị lấy hết ạ. Lấy hết, vâng. Đang có việc để cần dùng đấy. Vâng, nếu mà chị lấy hết thì em lấy 50.000 ạ. Thế cho vào túi cho chị đi. Vâng. Đi hết ba túi thì bớt thêm một quả kia sang đây ra nó dễ. Mama.
Chưa ăn gì thế? Bé nào, bé nào. Nào, với mẹ đi xem rau nào. Trời, có mưa có nắng rau tốt quá. Đỗ ngon rồi, này mẹ đi làm giàn cho đỗ thôi, rau cũng tốt thật đấy. Giá ớt tưới à, không thấy có sâu ăn nữa. Này chắc mai kia vẫn phải đi lấy một đợt ớt nữa về giã ra tưới mới được. Cái ớt là không có con sâu ăn. Đây. Anh Nam về rồi phải không? Bỏ em ra. Mày sao biết? Sao chị sao em biết anh về? Em sờ tay anh. Em cảm nhận ra là anh. Thế mà xe anh phi tận đây đây mà em không nghe tiếng xe à? Em cắt cây nên là tiếng ồn chứ em không nghe tiếng. Anh về lâu chưa? Mà cắt cây làm gì đấy? Em làm ghế dàn ấy, dàn đỗ. Để nó về anh không lấy xe xuống đây đi, còn để trên đấy còn đùa em cũng gì. Thì thấy anh em để không để ý thì anh thì kêu xem có nhận ra anh không. Quá. Ơi. Sao anh ra đi em đang thêm nữa. Rồi. Con gì đấy anh? À, với trên đường về thì bắt gặp cô anh đang đi bán đôi bồ câu. Thì anh bớt lại cho. Lấy về nuôi đi. Thôi anh còn mua làm gì nữa. Thấy đẹp quá lấy về nuôi thử xem. Em cũng đang định mai mốt em cũng muốn đi mua lại.
Mất rồi nên là lấy về nuôi tiếp xem. Dạ vâng. Thế anh đi thả nhá. Dạ vâng. Anh đi. Anh chờ em lấy cái cỏ này quét quét nó ra đây. À, bình ổn quá. Mai lấy cỏ voi về nẹp vào dây rồi đó. Mát lên đây cho nó. Mát. Đẹp nhỉ anh nhỉ? Đôi này đẹp hơn trước luôn. Đây cái lan dài đây. Thế là lan mấy thanh nhỉ em nhỉ? 5 ạ. Em vào xem đan này được chưa? Phải không? Này. Chưa vừa. Tắt cái này đúng rồi nhỉ? Vâng. Mà làm em xem là nó làm dày khoảng bao nhiêu. Được rồi. Ừ. Mình hoa chưa? Vâng. Thế hôm nay ngày hôm nay ở nhà em làm gì? Dạ em đi hái quả đi bán ạ. À. Ôi, có bán được hết không? Được anh. Dạ anh hôm nay cũng em cũng thấy anh đi làm về muộn. À, hôm nay mấy anh em rủ ở lại chơi một ít thể thao. Dạ. Chị hôm nay có ngoan không? Hả? À? Hả? À? Vâng, em.
cho ở bên đấy đủ chưa? Dưới rồi. Đẹp thật đấy, ngọn non to. Ngay tối rồi nghỉ thôi anh ơi, cầm bọn em con dao nhé, cắm ở cái vườn rau ấy. Anh cho cháu vào không lắm muỗi quá.